cho các học sinh lớp 9. Hôm nay ở tuần 9 tiết 17-18, ở chủ đề 3, các em tiếp tục thực hiện nội dung chạy cự ly ngắn. Phần mở đầu, các học sinh tiếp tục đăng nhập vào đường link lớp học.hochiminh.edu.vn để lấy bài để xem. Ở phần phổ biến nội dung tiết học, hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích kỹ thuật sức phát thấp và thực hiện một số động tác bổ trợ gồm có chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Ở phần khởi động thì cũng giống các tiết học trước. Trước khi thực hiện các bài tập thì các em sẽ khởi động xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, các động tác ép dọc, ép ngang, vân vân. Ở phần khởi động chuyên môn thì chúng ta lại tiếp tục thực hiện động tác chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông tại chỗ và di động. Ở phần thứ hai, nội dung bài giảng thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và tác dụng. Đầu tiên, ở phần ý nghĩa, chạy là phương pháp di chuyển tự nhiên của con người, là hoạt động có chu kỳ, là dạng phổ biến nhất trong các bài tập thể lực ở các môn thể thao. Ở phần tác dụng, chạy ngắn giúp cho con người phát triển sự khéo léo, khả năng phối hợp vận động, sức mạnh, tốc độ. Đây là một nội dung phát triển thể lực rất cần thiết khi tập luyện các môn thể thao, đặc biệt giúp cho cơ thể con người trở nên săn chắc, phát triển, cân đối và toàn diện. Các em quan sát một số hình ảnh. Chúng ta đi vào phân tích kỹ thuật sức phát thấp. Đầu tiên, ở giai đoạn xuất phát, chúng ta có hai nội dung: vào chỗ và sẵn sàng. Ở tư thế vào chỗ, đặt hai mũi bàn chân đúng với vạch đã đo, đầu gối chân sau quỳ trên đường chạy, hai tay chống xuống đất thẳng, khoảng cách rộng hơn vai, các ngón tay khép lại thành tạo thành vòm, cổ giữ bằng với vai, mắt nhìn thẳng xuống. Các em quan sát hình ảnh. Đây là tư thế vào chỗ. Ở tư thế sẵn sàng, để chuyển qua tư thế sẵn sàng, hai chân duỗi dần, đầu gối chân sau tách khỏi đường chạy, đầu gối chân trước tạo thành một góc 90 độ, đầu gối chân sau tạo thành một góc 120 đến 140 độ, hông lúc này cao hơn vai 10 đến 15 độ, thân người đổ về trước, hai vai đổ về trước so với mặt phẳng thẳng đứng với vạch xuất phát. Đó là giai đoạn xuất phát. Các em quan sát hình ảnh. Đây là tư thế sẵn sàng. Ở giai đoạn chạy lao, lúc này chúng ta đạp mạnh hai chân vào bàn đạp cho bước chạy đầu tiên. Thân người duỗi thẳng và nâng lên, đồng thời hai chân đạp mạnh vào bàn đạp. Hai tay rời khỏi mặt đất và thực hiện đánh tay liên tục. Khớp hông và gối chân sau duỗi thẳng, chủ động nâng đùi về trước tạo bước chạy. Đây là các em quan sát hình ảnh. Giai đoạn chạy giữa quãng. Để gia tăng tốc độ và tạo thuận lợi cho giai đoạn chạy giữa quãng, thân người hơi đổ về trước khoảng 20-30cm, sau đó thẳng dần chuyển sang giai đoạn chạy giữa quãng. Tần số bước chạy nhanh dần, kết hợp đánh tay với biên độ lớn hơn bình thường, độ dài bước chạy gia tăng để lao về đích. Các em quan sát hình ảnh, đây là giai đoạn chạy giữa quãng. Các vận động viên đánh tay liên tục. Giai đoạn về đích. Khi gần đến giai đích, cần duy trì phát huy tốc độ cao nhất. Sau đó dùng vai, hai vai hoặc ngực đánh đích. Sau khi qua vạch đích, các em giảm tốc độ khoảng 5-15m rồi mới dừng lại để hồi tỉnh. Đây các em xem các vận động viên ở giai đoạn về đích dùng hai vai hoặc là ngực để đánh đích. Ở phần câu hỏi kết thúc bài học, thầy có 3 câu hỏi. Câu 1, em hãy cho biết ý nghĩa và tác dụng kỹ thuật chạy ngắn. Câu 2, em hãy cho biết kỹ thuật chạy ngắn hoàn chỉnh có mấy giai đoạn. Và câu 3, em hãy phân tích các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. Các em xem và trả lời các câu hỏi.
ở phần kết thúc, các học sinh có thể tìm xem qua kênh YouTube các cự ly chạy kỹ thuật sức phát thấp. Ở nhà các em nhớ dành thời gian để quay clip bài thể dục và đọc bài đúng thời gian quy định. Cuối cùng, chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các em ở tiết sau. Chào tạm biệt.